Bây giờ là bài 32 tương ứng với phần 4 bài 21 quyển 2. Đầu tiên là từ thao trường, sân thể thao. Thao trường. Thao. Thao. Trường. Trường. Thao trường. Thao trường. Sân thể thao của trường. Xuế xào đờ thao trường. Xuế xào đờ thao trường. Có sân thể thao hay không? Yǒu mì yǒu thao trường. Yǒu mì yǒu thao trường. 4 giờ mình đi ra sân thể thao. 4点我去操场. 4点我去操场. Rèn luyện. 锻炼. 锻. 锻. 练. 练. 锻炼. 锻炼. Rèn luyện thân thể. Tuần luyện thân thể. Tuần luyện thân thể. Mỗi ngày đều rèn luyện thân thể. Mỗi thiên đều tuần luyện thân thể. Mỗi thiên đều tuần luyện thân thể. Gần đây mỗi ngày đều rèn luyện thân thể. 最近每天都锻炼身体。最近每天都锻炼身体。 Không hay rèn luyện thân thể. 不常锻炼身体。不常锻炼身体。 Đi ra sân thể thao rèn luyện thân thể. 去操场锻炼身体。去操场锻炼身体。 4 giờ mình ra sân thể thao rèn luyện thân thể. 4点我去操场锻炼身体。 4点我去操场锻炼身体。 Bây giờ là từ tắm. Xí giáo. Xí. Xí. Giáo. Giáo. Xí giáo. Xí giáo. Chị ấy đang tắm. Tha dài xí giáo. Tha dài xí giáo. Về ký túc tắm. Hồi sụ sở xí giáo. Hồi sụ sở xí giáo. 5 giờ về ký túc xá tắm. 5 điểm hồi sụ sở xí giáo. 5 điểm hồi sụ sở xí giáo. Hãy nhắc lại, 4 giờ mình ra sân thể thao rèn luyện thân thể. 4点我去操场锻炼身体. 4点我去操场锻炼身体. 5 giờ về ký túc tắm. 5点回宿舍洗澡. 5点回宿舍洗澡. Trong đó từ xỉ có nghĩa là rửa, giặt, gội. Hay dùng từ xỉ để nói giặt quần áo. Nguyên văn là rửa y phục,
Xí y phủ. Xí y phủ. Hãy nhắc lại, 5 giờ về ký túc tắm. 5点回宿舍洗澡. 5点回宿舍洗澡. Giặt quần áo. 洗衣服. 洗衣服. 5 giờ về ký túc xá tắm, giặt quần áo. 5点回宿舍洗澡洗衣服. 5点回宿舍洗澡洗衣服. Sáu giờ rưỡi hoặc là 7 giờ. 6点半或者 7点. Cơm tối, hãy nghe và nhắc lại. 晚饭. 晚. 晚. 饭. 饭. 晚饭. 晚饭. Ăn cơm tối. 吃晚饭. 吃晚饭. 6 giờ rưỡi hoặc là 7 giờ ăn cơm tối. 6点半或者 7点吃晚饭. 6点半或者 7点吃晚饭. Hãy nhắc lại, 4 giờ mình ra sân thể thao rèn luyện thân thể. 4点我去操场锻炼身体. 4点我去操场锻炼身体. 5 giờ về ký túc xá tắm, giặt quần áo. 5点回宿舍洗澡洗衣服. 5点回宿舍洗澡洗衣服. 6 giờ rưỡi hoặc là 7 giờ ăn cơm tối. 6点半或者 7点吃晚饭. 6点半或者 7点吃晚饭. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Một bát canh trứng gà. 一碗鸡蛋汤. Tổng cộng 16 tệ 5 hào. 一共16块5毛. Ở tầng 18 cửa 1. 住18楼1门. Hiệu trưởng Mã hoan nghênh anh. Mã hiệu trưởng hoan nghênh nín. Của mình rất cũ. 我的很旧. Một lọ nước hoa. 一瓶香水. Cái xanh lam. 蓝的. Cửa hàng. 商店. Luôn ở ký túc xá. 总在宿舍. Nhận gửi email. 收发 email. Đang nghe nhạc đấy, hãy dùng 正在 để nhấn mạnh hơn. 正在听音乐呢. Môn văn hóa và môn thể dục. 文化课和体育课.
Thay mình mua mấy cái tem. Thì wǒ máy chỉ trang yếu phiếu. Làm phiên dịch cho bọn họ. Kể tha mần tăng phan yì. Không vấn đề gì. Mấy vấn thí. Loại màu đậm hay là loại màu nhạt? Xuyên yán sửa đờ hay sử chén yán sửa đờ? Quá béo rồi, quá rộng rồi. Thải phấy lợ. Lại thử một chút, thử thêm một chút. Zài shì shì. Zài shì shì. Đẹp mắt, dễ nhìn. Hào khăn. 21 tuổi. 21 tuổi. Ngày mấy tháng mấy? Chỉ yue chỉ hào. Dự định qua thế nào? Tán soạn giấm của. Nhất định đi, chắc chắn đi. Ý định chỉ. Mỗi ngày 6 rưỡi sáng ngủ dậy. Mấy thiên giáo sàng lưu tiền bàn chỉ chóng. 8 giờ kém 10 đi đến phòng học. Trả 10 phân 8 điểm chỉ giáo sư. Buổi sáng có 2 tiết học. Sáng ủ yếu lẻng giữa cửa. Tan học. Xả cửa. Sau bữa cơm trưa thường đến chỗ bạn bè. Ủ phản yếu hậu trang trang trùy phấn yếu nở. Đi ra sân thể thao rèn luyện thân thể. Chỉ thao trường tập luyện thân thể. Ăn cơm tối. Chư hoàn phản. Tắm, giặt quần áo. Xí giáo, xí y phục.